Chào các bạn nhé. Chắc giờ này các bạn đang ngon giấc đúng không? Nhưng giờ này là 2 giờ 21 phút ngày mùng 8 tháng 6 đến ngày 17 tháng 4 nhuận sau. Mình đã phải ra cái vườn ngoài này bẻ vải Thanh Hà các bạn ạ. Hôm nay mình quay lại quá trình vất vả của người nông dân làm vải thiều hay làm vải nói chung. Các loại vải để hái bẻ được một sọt vải đi bán như thế nào. Mình sẽ quay lại toàn bộ quá trình bẻ vải. Hôm nay là ngày thứ hai, mình là giáo viên, mình phải đi dạy. Cho mình phải vẻ nhanh nhất, bán làm sao khoảng 7 giờ kém 15 mình phải về nhà, về trường, mình dạy học. Cái vườn vải này nó cách xa nhà mình khoảng 4-5 phút đi xe máy. Không có điều kiện tưới tắm phun thuốc gì cả. Không được tưới. Vườn này gọi vườn Thanh Hà. Hôm nay bắt đầu mình ra bẻ nó, bẻ buổi đầu tiên. Mình bẻ làm như nào, cố gắng làm sao khoảng độ 5 giờ phải xong. Cho lên sọt. Rồi mang đi bán. Và qua hôm qua mình khảo sát thị trường ở Lục Ngạn. À, thị trấn Chủ nhé, mình xin lỗi. Cũng như xem các chia sẻ trên YouTube của các bạn. Hôm qua mình ra, mình khảo sát ở Chủ, nơi địa phương mình ấy, thì chỉ có hai điểm cân thùng xốp mà thôi. Cân xốp có nghĩa là xe lạnh ấy, xe xốp xe lạnh. Còn cái khu vực mà mua được giá cao đắt chính là khu Tân Quang, khu làng Áp, của ngã ba Áp Tân Quang hoặc trên Phì Điền. Mà từ mình lên trên đấy là khoảng 16-17 cây. Vậy làm thế nào mình phải bán xong sọt vải ở đấy, về nhà tắm rửa sơ qua, chuẩn bị sách vở lên lớp. Đến 7 giờ kém 15 thì mình phải tầm 6 giờ mình bán xong các bạn ạ. Vậy không may có thể tắc đường, rất nhiều vấn đề xảy ra. Cho nên mấy Covid xảy ra nhiều vấn đề quá các bạn ạ. Không, bây giờ mình bẻ vải đây. Mình lưu một chút hình ảnh trước.
là buổi đầu tiên cho mình bán một chút thôi các bạn ạ, trên dưới một tạ thôi, để xem thăm dò thị trường. Thứ nhất là xem mình đi như nào, bán nào để buổi sau mình sắp xếp thời gian bán hợp lý để về kịp cho mình dạy học. Chào các bạn nhé, bởi vì mình đi khá muộn rồi, cái vải mình nó còn hơi xanh, cho nên ở hiệu cân ngay cổng Hạ Long, một trung đoàn 18, giá giả 26 nhé. Chuyến đầu tiên mình bán nhanh mình về. Đây hiệu là này, xem cáp được bạn ạ. Bên kia giả 27 à? Thôi bán nhanh còn về các bạn ạ. Bởi mình còn về làm bây giờ là 6:02 rồi. Mình bán được hiệu này nhé, giá cả trung bình từ 25 đến 28 các bạn ạ. Thì hôm nay mình bán vải thì quan điểm là mình xếp bên đâu, mình hái đâu xếp đấy, nhân vải mình ở dưới đẹp hơn ở trên. Anh em làm hàng mình gần đẹp ở dưới xấu ở trên, bán giá sâu sâu thôi. Thì trung bình ở tiệm này ở của Minh ghi rồi của người khác đây các bạn nhé. Năm nay mình đầu tư Thanh Hà không có gì, bán một sọt được 2.626.000, tức là anh em khiêng 20.000 thì vẫn được 2.600.000 đủ vốn các bạn ạ. Còn bây giờ bán được bao nhiêu tiền được bấy nhiêu đây. Rồi chào anh em nhá, bây giờ mình về dạy học đây, về mình đăng luôn thôi, mình không có thời gian đi. Thì các bạn bán vải Thanh Hà thì các bạn đi từ Giáp Sơn lên nhá, từ cổng Hạ Long nhá, đi lên và giá đẹp thì chúng ta bán lên trên Tân Quang nhá, ngã ba Tân Quang, còn dưới chủ thì không kép mua rẻ đâu các bạn nhá. Thôi mình về đây, về vẫn kịp dạy học, chào anh em và các bạn.